Dạ, con là Anna Nguyễn Thị Phương Anh, 37 tuổi. Con thuộc giáo xứ Cha Tam ở quận 5 Chợ Lớn. Con lấy chồng Tây được 5 đứa con gái. Và bây giờ đây là bé trai. Bao nhiêu tuổi? Dạ, 37 tuổi. 37 tuổi, được 5 đứa con rồi. Phải không? 37 tuổi, được 5 đứa con, ra đường thiếp thấy còn son. Về nhà thiếp đã 5 con cùng chàng. Rồi đây là đứa thứ mấy? Dạ, đứa thứ 6, con trai. 5 đứa kia là con gì? Gái, dạ. 5 đứa kia là con gái, là Ngũ Long Công Chúa. Còn bây giờ là tới một hoàng tử, bằng cách nào chị được hoàng tử này? Dạ, tất cả những đứa con đi cầu nguyện Chúa Mẹ thì Chúa thương, Chúa cho theo ý nguyện. Và đứa bé này thì lúc năm ngoái con cũng gặp khó khăn biến cố, rất là đau lòng. Nhưng mà khi con gặp biến cố thì con biết cha và biết lòng thương xót Chúa. Lần đầu tiên thì con cầu nguyện mỗi ngày trên mạng, trên tính thác chấm nét á. Thì ngày nào con cũng nghe cha giảng với nghe những trọng đàn làm tiên chứng á, và con cầu nguyện và con cũng mong ước có bé trai, nhưng con cũng biết chừng là có. Nhưng mà thì cuối tháng 12 năm ngoái thì con được bé này. Dạ, thì hiến tặng bé này thì con biết đó là bé trai và con muốn bé được đi tu. Thì thì tháng con có nhắn tin cho cha và được cha trả lời và con rất là vui. Dạ, con ở Hà Lan, xong con qua bên Anh, qua bên Pháp con sanh bé. Và khi mà con cũng rất là sợ, tại mình sanh nhiều á, lại mình cũng lớn rồi, thì con nhắm mắt con đọc ba câu kinh đồng chú thương xót á. Thì bác sĩ đưa bé lên người con luôn, thì là con đọc vì cuộc gọi nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa thương xót chúng con và toàn thế giới. Con nhắm mắt con đọc đúng ba câu thì bác sĩ đưa bé lên người con. Là khi nằm trên bàn mổ hay là mổ đẻ hay là mổ thường, sinh đẻ hay sinh thường? Còn sinh đẻ hay sinh thường cũng chú là không biết gì cũng phải đọc nói. Biết thì thứ tốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Không có đẻ gì đâu mà bày gặp hỏi sinh đẻ hay sinh thường. Xấu hổ thật. Chị sinh mổ hay sinh thường? Dạ, con sinh bé nào cũng sinh thường hết. Được ơn Chúa, sinh rất là bình an và tốt lành. Thì chồng con là Tây, mấy con là Tây Lai. Chồng chị là người gì? Dạ, mẹ ảnh là người Pháp, bà ảnh là người Bỉ. Anh là người gì? Ảnh sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, ảnh được ba quốc tịch. Thì các con thì được bốn quốc tịch theo quốc tịch Việt Nam nữa. Dạ. Và thưa anh chị em, đây là rất tiếc là chồng chị cũng ở về đây mà. Chồng chị có đi không? Dạ, có mình con ẩm bé về, thì năm bé lên bển đang đi học thì ông xã lo cho cái bé. Vâng, đang ở bên Hà Lan. Thưa anh chị em, đây là một người cô gái Việt Nam lấy chồng là người Hà Lan và sinh được 5 đứa con gái và cô ấy mong ước có được một đứa con trai. Thì cô ấy đã khấn lòng thương xót Chúa, cô ấy đã nhắn tin cho chúng tôi và hàng ngày cô ấy đã nghe trên trang web tín thác.net những bài giảng và thấy những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Tôi cầu nguyện vào tháng 12 năm ngoái và bây giờ cô ấy sinh được đứa bé. Đứa bé được mấy tháng? Dạ, 2 tháng mấy, ngày 21 tên là được 3 tháng. 21 tháng 12 là được đúng 3 tháng. Và tên nó là? Dạ, Joseph Griffith Edward Ann the Head. Tại con yêu ông Thánh Joseph đó. Khi mà có thai bé thì con coi ông Thánh Joseph con rất là ngưỡng mộ. Và con thấy cha cũng hơi Joseph đó. Và con định đặt tên bé là Long nhưng mà con sợ người ta không nhận đó là con của con á, tại đi máy bay á thì con đặt tên bé là Anh, tại con tên là Phương Anh. Dạ, cha chồng con là Edu, ba chồng con là Viết Việt, còn con ông xã con thích đặt ba cái first name đó, nên đặt con vậy. Đây là Du Xe, nhưng mà vì là sợ tưởng là con của ông ta Long nên không dám đặt tên nó là Long. Và đây là một đứa bé của lòng thương xót Chúa, để cho mọi người coi nhá.
thầy tặng cho con những món quà của lòng thương xót Chúa. Thứ nhất là tấm ảnh này để con đặt lên trên bàn nha. Nó nhỏ nhỏ, nó gọn gọn, đặt trên mặt bàn. Rồi cầm cho chị xuống dùng tay đấy, rồi chị bé bé cho nó chắc ăn. Rồi thứ hai là cuốn lịch lòng thương xót Chúa nha. Và thứ ba là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, con đem về Hà Lan. Thứ bốn là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, hôm nay là ngày 13 tháng 12. Thứ năm là cái đề can, hai cái, con một xe, chồng con một xe, gắn lên cái xe hơi nha. Đề can lòng thương xót Chúa để dán vào xe. Và thứ năm là cái móc khóa lòng thương xót Chúa và chẳng Chúa mình côi Chúa lòng thương xót. Và cuối cùng là cái máy 300 đại dạng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho chúng con đem về Hà Lan loan truyền lòng Chúa thương xót. Dạ con cảm ơn cha, con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho gia đình con được sum họp với nhau một mái nhà. Rồi.